Kính thưa quý vị, tin từ Hoa Kỳ, Hollywood vinh danh diễn viên đoạt giải Emmy ông Jack Glickman hôm thứ Hai ngày 24 tháng 12 vừa qua. Những bông hoa được đặt trên ngôi sao của ông sau khi biết tin ông qua đời. Ông là diễn viên lồng tiếng trụ cột của truyền hình Hoa Kỳ trong những năm 1970 và đầu những năm 80 qua các vai diễn chính trong Couple Odd và Quincy. Glickman qua đời tại nhà riêng ở tuổi 90. Glickman cùng với Tony Randall trong The Odd Couple đã tạo thành một trong những cặp đôi đáng nhớ nhất của truyền hình. Con trai ông Adam Glickman cho biết ông qua đời tại nhà riêng ở Woodland Hills, Los Angeles sau một thời gian suy giảm sức khỏe. Ngoài thành công trong sự nghiệp truyền hình, Glickman đã có một sự nghiệp đáng nể trên sân khấu cũng như trong điện ảnh và những đột phá thành công về ngựa sinh sản và về các hoạt động chính trị. Ông đã bị mất tiếng nói do ung thư vào năm 1989. Glickman nổi tiếng trong vai nhà văn Oscar Madison trong phim The Odd Couple, một vai ông cũng đã đóng trên sân khấu Broadway và sau đó là một vai nhân viên điều tra tội phạm trong vở kịch Quincy, Emmy.